Triều, Tổng Giám đốc Amway Việt Nam, thương hiệu Astrid, nhà tài trợ đồng hành cùng Miss International Việt Nam 2023, Nguyễn Phương Nhi. Phải nói rằng là năm 2022 vừa rồi thì Artistry có một cái cơ duyên rằng là tài trợ cho Miss World, và trong cái buổi mà tài trợ cho Miss World đó thì chúng tôi cũng vinh hạnh là tài trợ và bình bầu cho Phương Nhi với một cái danh hiệu đó rằng là hoa hậu có làn da đẹp nhất. Và với cùng cái cơ duyên đó thì năm 2023 Phương Nhi đã chính thức trở thành là đại sứ gương mặt gọi là độc quyền cho nhãn hiệu Artistry. Và phải nói rằng là Artistry và Phương Nhi có nhiều cái khía cạnh chung rất là rõ ràng về giá trị, về sứ mệnh, đó là làm đẹp bền vững. Và Artistry là một nhãn hàng làm đẹp của Mỹ, một thương hiệu của Mỹ, đó là một thương hiệu về mỹ phẩm thuần chay, và một mỹ phẩm bằng là những cái dưỡng chất về dinh dưỡng, nuôi dưỡng làn da đẹp từ bên trong ra bên ngoài, và là một mỹ phẩm sạch, cũng như rằng là không kiểm nghiệm trên động vật, và đối với bao bì thì rất là thân thiện với môi trường. Và bản thân tôi cũng như là nhãn hàng Artistry vô cùng vinh hạnh, vô cùng tự hào và vô cùng hạnh phúc khi thấy là Phương Nhi ngày càng thành công trong con đường sự nghiệp của mình, ngày càng đầy đủ bản lĩnh và cũng như rằng là tự tin. Do đó rằng là tôi nghĩ rằng là Phương Nhi đã đầy đủ bản lĩnh để đi lên những cái đấu trường sắc đẹp ở quốc tế. Chính vì vậy rằng là Artistry sẽ cùng đồng hành với Phương Nhi trong tương lai sắp tới, cũng như rằng là nhân dịp này chúng tôi cũng tuyên bố rằng là chúng tôi sẽ là nhà tài trợ cùng đồng hành với Phương Nhi đến với đấu trường sắc đẹp Miss International năm 2023. Và đại diện cho nhãn hàng, anh xin chúc cho Phương Nhi, xin chúc cho chương trình Miss International năm 2023 nhiều thành công. Phương Nhi đầy đủ bản lĩnh cũng như là gặt hái được nhiều thành công. Tôi xin trân trọng kính mời ông Huỳnh Thiên Triều, Tổng Giám đốc Amway Việt Nam, thương hiệu Artistry, nhà tài trợ đồng hành cùng Miss International 2023, Nguyễn Phương Nhi sẽ lên sân khấu tặng món quà đặc biệt từ thương hiệu chăm sóc sắc đẹp Artistry của tập đoàn Amway tại Việt Nam đến quý vị tại lễ công bố hôm nay. On the stage right now is Mr. Huỳnh Thiên Triều, General Director of Amway Việt Nam Artistry Brand, sponsor accompanying with Miss International 2023. Và Artistry cũng chính là nhà tài trợ đồng hành cùng Phương Nhi trong suốt quá trình tham dự đấu trường Miss International 2023 sắp tới, để đại diện Việt Nam luôn thật tự tin tỏa sáng với làn da đẹp, khỏe mạnh bên các nhan sắc khác đến từ khắp nơi trên thế giới. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng Phương Nhi!